Đây, một em bệnh sáng màu bệnh cọp nha. Đây, bệnh đực. Ta đang lên. Đây, thân thiện nè. Khá thân thiện. Em này là mới tiêm mũi 2 đây em ơi, được một tuần rồi nè. Trời thương ghê. Ngoan. Hơi xoáy đây. Vện rất đẹp nha, mảng màu vện rất đẹp. Xoáy đẹp luôn. Đuôi đẹp không lỗi. Thân thiện nè, đây nè, nó thân thiện kìa. Vận đực, vận đực. Rồi. Em thứ hai cũng vận đực luôn. Đây em này giống như bạch hổ vậy. Sáng hơn. Nó gành nhảy luôn. Nó gành. Đây em này bạch hổ rồi. Cả hai em này là bệnh đực đều bạc má hết nha. Đây là sản phẩm của trại chó Phú Quốc Sài Gòn. Thì số điện thoại liên hệ là 0989 356 396. Đây, địa chỉ tham quan trại thì nó nằm ở cầu Rạch Ván, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì bạn đi thẳng, nếu bạn biết Lotte Mart quận 7, từ Lotte Mart quận 7 chạy thẳng đường Lê Văn Lương xuống chỗ này khoảng chừng 15 cây số là tới trại. Thương thương. Như con cọp á, còn sáng màu đẹp lắm, hình chỉ thưa. Xoáy đực nha. Cái này thì nó thiên về giống bạch hổ nhiều hơn.